Hà Nội góp mặt trong top 10 thành phố tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới theo khảo sát các thành phố điểm đến toàn cầu năm 2017 do Mastercard vừa công bố. Dựa trên tốc độ tăng trưởng ngành du lịch hàng năm từ năm 2009 đến năm 2016, Hà Nội được dự báo đạt được mức tăng trưởng là 16,4%, đứng thứ 7 trong danh sách. Những yếu tố được đánh giá cao của Hà Nội là vẻ đẹp dung dị, hữu tình của phong cảnh, ẩm thực phong phú, chất lượng dịch vụ khá đa dạng, giá cả phải chăng. Trong khi đó, Osaka của Nhật Bản dẫn đầu danh sách thành phố phát triển du lịch nhanh nhất với mức tăng trưởng là 24%, nhờ vào lượng du khách tăng cao đột biến từ cả trong và ngoài khu vực bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc.